Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Bạn sóc nhí và mùa đông. Mùa đông đã đến, sóc con thay bộ áo quần vừa dày vừa ấm để chống chọi với tiết trời giá rét. Bất chợt, nó nhớ tới những người bạn cây của mình. Không biết họ đã chuẩn bị những gì cho mùa đông nhỉ? Nghe nói năm nay mùa đông sẽ lạnh hơn rất nhiều. Mình thử đi nghe ngóng một vòng coi sao. Chị Quýt ơi, chị đã chuẩn bị những gì để đón mùa đông đó? Chị đã chuẩn bị từ lâu rồi. Em coi, chị đã thay một chiếc áo bông rất dài đây nè. Tốt quá, chúc chị một mùa đông thiệt ấm áp. Bác Phong ơi, bác mặc phong phanh như thế, làm sao chịu được gió và bão tuyết của mùa đông? Lá của bác nhả ra hơi nước, khi mùa thu tới, lá cây sẽ rụng hết. Như vậy sẽ không lo bị mất nước nữa và cũng không sợ bị đông cứng khi mùa đông tới. Dạ, hay quá ạ, chúc bác có nhiều sức khỏe, cháu đi đây. Ông ơi, ông không mặc áo bông, lại cũng không thể rụng hết lá vào mùa đông. Vậy làm sao ông có thể chịu được giá lạnh? Vì da của ông rất dày và thô cứng, nên có thể chịu đựng sự giá lạnh của mùa đông. Trên người ông là những chiếc lá nhỏ hình kim nên mất rất ít hơi nước. Như thế là ông trải qua mùa đông an toàn rồi. À, thì ra là như thế, cháu hiểu rồi ạ. Tất cả cây cối trong khu rừng đều có những chuẩn bị riêng cho mình để trải qua mùa đông giá buốt rồi. Thiệt tốt quá, mình cũng phải về nhà chuẩn bị lương thực tích trữ cho mùa đông thôi. Sóc con rất chú ý đến cây cối trong rừng, đúng không nào? Các bạn nhỏ cũng nên noi gương sóc con, canh giữ từng cái cây, từng bông hoa xung quanh mình. Không phá hoại chúng nha. Chính nhờ có cây cối và hoa cỏ mà cuộc sống của chúng mình mới trở nên trong lành và xinh đẹp hơn.